Nam mô A Di Đà Phật. Chót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, mong nhờ đuốc huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tà, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, vui dậy xem hồi hồi long qua. Kính thưa quý vị, một bát chánh mà Đức Thầy viết trong quyển tư mà hai đồng đạo vừa diễn ngâm, và Ngài có luận về bát chánh: trừ xong ba nghiệp chướng, hãy làm theo tám điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi thì tự nhiên mười điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh, nhưng sự tấn bộ ấy chưa có nghĩa là đạt mục đích, cần hành luôn đạo bát chánh tiếp theo. Vì đây là một quyển kinh nhập tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường đạo đức. Tiếp theo chương trình là đến phần thuyết giảng. Đúng như lời Đức Phật đã nói, các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó, hãy gắng mà học đi, hãy cố mà hành đi, và phải quyết mà truyền đi. Mọi sự cúng dường tán thán Phật, không bằng đem giáo pháp của ta mà quảng bá. Và lời Đức Huỳnh giáo chủ, Ngài cũng từng phán dạy, nên bổn phận của chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ sa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế ta mới chịu chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy? Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ thị xã Tân Châu sẽ gặp gỡ và trao đổi với quý vị qua đề tài chánh ngữ, và nhờ ông cũng luận thêm thế nào là quyển kinh nhật tụng quý giá, như thế nào mà phải đi đến con đường giải thoát. Xin trân trọng kính mời ông đến diễn đàn để làm phận sự, và kính mời quý đồng đạo hãy lắng tâm theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên vị trưởng trong đạo, kính thưa ông Võ Phát Thành, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Kiến Thành, kính thưa đồng đạo Lê Thị Na là giáo lý viên Phật giáo Hoàn Hảo, cũng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hoàn Hảo xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Khiết là giáo lý viên Phật giáo Hoàn Hảo, trực thuộc ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Chợ Mới đồng đây tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị chân tu tâm đạo, quý nhà nghiên cứu tôn giáo, kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì chiều hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Quý Mão,
Và hôm nay cũng là ngày 31 tháng 8 năm 2023. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý đồng đạo, để chúng ta cùng nhau chia sẻ qua một chánh, một trong 8 con đường giải thoát mà Đức Thầy đã dạy trong tôn chỉ, đó là chánh ngữ. Và lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau với máy đạo tràng của Ban Trị sự xã Kiến Thành vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua những phương châm ngọc ngữ của Đức Tôn Sư kính yêu. Và đặc biệt thì tôi cũng rất là mừng khi được đồng đạo Lê Thị Na, cũng đồng nghiệp của mình, trưởng ban tổ chức nơi đây, cũng có nhu cầu chúng tôi về đây để thực hiện qua cái chuyên đề chánh ngữ, để chúng ta làm sáng tỏ về cái quyển kinh Nhật Tụng, tức là đồng đạo chúng ta phải tụng đọc hàng ngày. Và đồng thời quyển kinh Nhật Tụng này có một cái nguồn gốc xuất phát từ thời Đức Phật, mà Đức Thầy đã dạy là Thiền Lâm Phật Thích Thở Xưa Kia, Non Tuyết Rèn Ra Bát Chánh Kìa, Phổ Hóa Dân Lành Trong Khắp Chốn Hoàn Cầu Bốn Biển Khắp Chánh Bia. Vì vậy cho nên Bát Chánh Đạo mà Đức Thầy dạy đây là xuất phát nguồn gốc từ Đức, từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Và đây cũng là cái bài pháp đầu tiên trong Đạo Đế, trong một trong tứ Đạo Đế, trong tứ Diệu Đế, tức là Khổ Tập Diệt Đạo. Thì đây là bài pháp đầu tiên trong Đạo Đế. Đạo Đế thì gồm có 37 phẩm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, và cuối cùng thì Bát Chánh Đạo. Dầu rằng 37 phẩm này, nhưng mà Bát Chánh Đạo là nội hàm quan trọng. Hành giả chỉ cần thực hiện cái Bát Chánh Đạo thôi, thì lúc bây giờ coi như là chúng ta có đủ 37 phẩm. Bởi vì những mẫu chuyện bên Đức Phật, thì lúc bây giờ A Nan làm thị giả cho Đức Phật trên dưới như vậy là gần 27 năm. Nhưng mà cái ngày A Nan đi vào làm thị giả thì lúc ấy là đạo Phật đã thành hình, tăng đoàn đã đầy đủ, và A Nan cũng không được chứng kiến cái bài pháp đầu tiên tại Khổ Hạnh Lâm mà Đức Phật thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như nghe. Cho nên lúc nọ thì A Nan mới hỏi Xá Lợi Phất, bởi vì trưởng giả Xá Lợi Phất thì coi như cũng là một cái tín đồ lớn của đạo Phật lúc bấy giờ. Vì vậy A Nan mới hỏi rằng đó, sư huynh tu trước hơn tôi, gần gũi Đức Phật từ đó đến giờ, cho nên chắc là sư huynh đã nghe được Đức Phật thuyết về 37 phẩm trong Đạo Đế. Giờ này nhờ sư huynh nhắc lại cho tôi nhớ 37 phẩm ấy như thế nào. Thì lúc bây giờ Xá Lợi Phất nói rằng, hiền đệ ơi, không cần 37 phẩm đâu, mà chỉ cần hiền đệ nhớ 8 phẩm Bát Chánh Đạo thì coi như là trong đó có đủ 37 phẩm. Vì vậy cho nên tứ diệu đời mà Đức Thầy dạy, tứ diệu đời ai có mến ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa đó, thì tứ diệu đời chúng ta về cái phần đạo đời, chỉ cần hành giả thực hiện được Bát Chánh Đạo, quyển kinh Nhật Tụng này là coi như chúng ta đã có được cái Đạo Đế đồng đạo. Và đặc biệt khi mà chúng ta nghiên cứu kỹ lại từ chánh kiến đến chánh tư duy đến chánh tinh tấn, từ chánh kiến chánh tư duy đến chánh nghiệp đến chánh tinh tấn, rồi chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định, thì khi mà chúng ta nghiên cứu lại 8 chánh này, thì trong 8 chánh này gồm có giới, có định, có huệ. Cho nên chỉ cần đồng đạo đi theo cái lộ trình này là nhất định chúng ta cũng như cái người đạt được tam vô lậu học, giới, định, huệ. Chỉ cần đồng đạo không phạm vào bát tà là coi như chúng ta không phạm cái luật đồng đạo à. Vì vậy cho nên lời Đức Thầy dạy có những cái sự bọc lót chặt chẽ, một cái mốc xích quan trọng với nhau. Nếu đồng đạo chúng ta thực hiện Bát Chánh Đạo Đức Thầy thì coi như trong ấy chúng ta cũng hoàn mãn được về 8 điều đoạn cấm. Còn bằng ngược lại, đồng đạo lo 8 điều đoạn cấm mà đạt ở chỗ trọn lành, trọn sáng, thì trong ấy chúng ta cũng đắc luôn cả Bát Chánh Đạo, quý vị. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta không còn kẹt, không còn chấp trong cái lộ trình tu hành của mình. Và đồng thời Bát Chánh Đạo ngoài giới, định, huệ trong này ra, thì trong này Đức Thầy còn dạy chúng ta đi sâu hơn nữa là chúng ta trao sửa cái hành động, trao sửa cái lời nói, trao sửa ý tưởng của mình. Như vậy thì trong Bát Chánh mà nếu nói về trao sửa hành động thì Đức Thầy dạy hai chánh, đó là chánh mạng và chánh nghiệp. Dầu rằng nửa chánh mạng là hành động, một nửa còn lại là về nội tâm bên trong.
Nhưng mà khi chúng ta phân tích kỹ về bát chánh đạo thì chánh mạng và chánh nghiệp, đây là Đức Thầy dạy chúng ta sửa hành động. Và cái thứ hai là sửa lời nói, thì sửa lời nói chỉ gọn lại ở chánh ngữ, cái chánh mà hôm nay chúng ta trình bày. Như vậy thì còn lại 5 chánh còn lại thì Đức Thầy dạy chúng ta là sửa cái hệ tư tưởng. Bởi vì suy cho cùng tư tưởng là chủ thể. Khi con người chúng ta mà có tư tưởng tốt rồi thì lời nói hành động chúng ta sẽ rất là tốt. Cho nên nếu tư tưởng chúng ta mà hụt hẫng không tốt rồi thì lời nói hành động chúng ta nó sẽ từ đó nó sẽ ô uế, từ đó nó sẽ xấu đi. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã nhận diện được điều này. Cho nên trong bát chánh đạo thì sửa tư tưởng đến 5 cái chánh, còn lại 3 cái chánh. Một chánh là sửa ngôn ngữ, lời nói, và 2 chánh là sửa hành động. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với nhau qua cái chánh sửa về cái ngôn ngữ, đó là chánh ngữ. Như vậy thì trong cái đề chánh ngữ này thì chúng tôi sẽ theo một cái dàn bài nhất định. Thứ nhất là chúng ta định nghĩa về chánh ngữ. Thứ hai là chúng ta xem coi coi tà ngữ như thế nào, nguyên nhân nào sanh tà ngữ, hành trạng của tà ngữ ra sao, và tai hại như thế nào trong đời sống cá nhân, từ đời đến đạo của tất cả đồng đạo chúng ta. Và cuối cùng thì chúng ta căn cứ theo lời Thầy để chúng ta có những cái định hướng để mình hành cái chánh ngữ theo cái phần nguyên văn mà Đức Thầy dạy ở trong quyển 6 mà hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ qua cái bài nói chuyện này. Thì đó là các ý mà chúng ta trình bày. Như vậy thì qua cái phần định nghĩa thì Đức Thầy dạy rất rõ chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân thật. Như vậy Đức Thầy đã định nghĩa là lời nói chân thật. Cho nên cái lời nói thật cộng thêm chân thì đó mới là chánh ngữ. Mà nếu cái lời nói thật mà chúng ta không có cái chữ chân thì xin thưa đồng đạo, chưa phải là chánh ngữ. Và đoạn khác trong bài dặn dò bổn đạo, Thầy dạy thứ 6 chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chứ gì. Như vậy thì cái chủ thể quan trọng định nghĩa chánh ngữ ở đây thì Đức Thầy chú trọng nhất là chân thật. Bởi vì sống trong xã hội chúng ta có những cái mình nói thật, nhưng mà cũng có những lời nói thật mà nó không chân. Tức là mình nói theo một cái sự kiện, đó là sự kiện thật mình chứng kiến, nhưng mà cái đó nó lại là tà, nó không được chân chánh, thì cái đó nó vẫn được liệt kê vào tà chứ không phải là ở cái vấn đề chân chánh. Vì vậy cho nên ở cái phần chánh này Đức Thầy dạy là lời nói chân thật, tức là lời nói phải chân chánh cộng với thật thà, đúng với cái sự kiện hiện tại hàng ngày mà chúng ta cảm nhận nhìn thấy được, thì như vậy mới gọi là chánh ngữ. Và đồng thời ngược với chánh ngữ thì Đức Thầy dạy, Đức Thầy dù đằng ngày không dạy là tà ngữ, nhưng mà ngược lại chánh ngữ, những cái điều, những cái lời nói tà vại, mà cụ thể là những cái lời nói phạm vào khẩu nghiệp đó, thì cái đó gọi là tà ngữ. Chánh ngữ là ngược lại với khẩu nghiệp. Chúng ta nhớ điều này. Khẩu nghiệp thì nếu mình bàn ra thì nó có phần hay cạn một chút. Tức là pháp, phương pháp mà hành khẩu nghiệp nó cạn hơn là chúng ta hành chánh ngữ. Như vậy thì nếu đồng đạo chúng ta còn phạm ác khẩu thì coi như là chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là tà ngữ. Cho nên muốn đạt được chánh ngữ thì yếu tố quan trọng đầu tiên thì chúng ta phải đắc được ở cái chỗ là chúng ta hành thập thiện nghiệp, không phạm vào bốn cái điều ác của là miệng lưỡi, thì từ đó chúng ta mới đi sâu vào cái nội tâm để chúng ta đạt được chánh ngữ. Vì vậy cho nên từ đó mới suy được rằng chánh ngữ Thầy dạy ở đây nó sẽ mang ba cái hình thức quan trọng. Cái hình thức thứ nhất là chúng ta dùng cái ngôn ngữ nói. Cái ngôn ngữ nói là cái vấn đề mà chúng ta giao tiếp với nhau. Cho nên trong cái ngôn ngữ nói chúng ta, khi mình phát ngôn ra có một cái âm thanh như chúng tôi nói mà quý vị đang nghe nè, thì âm thanh mà chúng ta phát ra nó sẽ đi theo hai cái chiều hướng. Một chiều hướng tích cực thì cái chiều hướng này là chánh, hay là chiều hướng tiêu cực thì chiều hướng này nó là tà, thì đó gọi là ngôn ngữ nói. Rồi đồng thời chánh ngữ đây nó còn liên kết chặt chẽ với hai phương diện nữa. Cái thứ hai là ngôn ngữ biết. Như vậy thì nhiều khi chúng ta không dùng ngôn ngữ nói mà mình dùng những cái văn viết, cái giá trị, cái tính độc thù của văn viết về cái giá trị cũng như là cái hàm chứa về cái phước và cái nghiệp, thì xin thưa đồng đạo nó không khác về ngôn ngữ nói. Tôi nói ví dụ giờ này mình không nói mà mình viết thư, mình viết văn bản, mình dùng những cái thủ thuật
Ví dụ như trong cái tin nhắn Messenger, rồi tin nhắn Zalo, hoặc giả là tin nhắn số điện thoại, để chúng ta dùng những tin nhắn mình chửi người ta, mình nói xỏ nói xiên, thì cái đó là chúng ta vẫn rơi vào tà ngữ đồng đạo. Vì vậy cho nên ngoài lời nói ra, ngoài cái ngôn ngữ nói ra thì ngôn ngữ viết đó, thì cái nghiệp nó vẫn ngang với nhau. Vào thời Đức Phật lúc bấy giờ chưa có ngôn ngữ viết, cho nên Đức Phật chỉ tập trung vào cái ngôn ngữ nói thôi. Còn giờ này đối với chúng ta thì ngoài nói ra thì mình còn có chữ viết, còn có văn bản. Và đồng thời quý vị thấy đó, Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo, ngoài cái việc Đức Thầy miệng nhích môi đầy văn tao nhã, thì khi mà Đức Thầy mở miệng để giảng đạo cho đại chúng nghe, giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe đó, thì đây là quá trình mà Đức Thầy quán triệt sử dụng ngôn ngữ nói. Tức là ngôn ngữ này là cái lời chánh ngữ mà Đức Thầy chúng ta đã xác định rất rõ là miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dễ động mây. Và đồng thời bên cạnh ngôn ngữ nói ra thì Đức Thầy còn hạ bút thần thơ đã đề khái, cho nên Đức Thầy chúng ta còn sử dụng ngôn ngữ viết, tức là chuyển thể thay vì thuyết pháp. Nhưng mà Đức Thầy viết xong thi thì cái quá trình đạt được cái vấn đề chân chánh thì xin thưa đồng đạo nó ngang với nhau. Cho nên hôm nay bàn chánh ngữ thì chúng ta phải bàn vấn đề này, chứ để không thôi mình nói rằng tôi đâu có nói anh đâu, nhưng mà mình lại dùng những cái thủ thuật khác, mình dùng tin nhắn để mình nhắn qua, hoặc là chúng ta có những cái bình luận gì đó mà nó sai biệt sự thật, nói xỏ nói xiên người khác, làm người khác đau khổ, thì đó chúng ta vẫn phạm ác khẩu, thì đồng nghĩa với việc chúng ta phạm vào tà ngữ. Và cái thứ ba nữa là cái chủ đạo của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, thì đó là chúng ta hiểu ngay đó là ngôn ngữ tâm. Hôm nay chúng tôi dùng cái từ ngôn ngữ tâm thì hầu như cái từ này ít ai dùng lắm. Trong triết học Phật giáo thì không ai dùng cái từ này. Nhưng mà theo cái sự nghiên cứu của mình đó, bởi vì lời nói nó sẽ biểu hiện một cách triệt để trong cái nội tâm chúng ta. Lời nói là áo mặc của tâm. Lời nói mang một tính chất rất là căn bản, xuất phát từ nội tâm. Cho nên giờ này đồng đạo hình dung, nhiều khi đồng đạo không biết, đồng đạo không nói, nhưng mà trong nội tâm của chúng ta nó sẽ có những cái điều thì thầm, nó bàn tính, nó sắp xếp trong nội tâm chúng ta. Cho nên trong nội tâm chúng ta biết nói đồng đạo à. Vì vậy chúng tôi mới mạo muội dùng cái từ là ngôn ngữ tâm. Do đó cho nên nhiều khi mình ở nhà mỗi buổi tối, hoặc giả là chúng ta ham muốn điều gì đó, thì lúc bấy giờ trong nội tâm chúng ta mới bàn mưu tính kế, Coi phải làm cái gì nè, phải nói cái gì nè, phải bàn tính mưu trí như thế nào nè, để hại người nè, để chiếm đoạt cái này về phần mình, phải lợi đầu này nói gì nè, lợi ông kia nói khác nè. Thì mình có một cái lập trình nơi cái nội tâm chúng ta. Cái này mới là cái chúng ta đáng sợ ở cái phần chánh ngữ và tà ngữ đồng đạo. Vì vậy cho nên trong quá trình hành đạo, đây là cái mà đồng đạo chúng ta cần phải phát hiện. Khi mà ngôn ngữ tâm của mình, tức là những cái tư tưởng thì thầm trong nội tâm của mình, nó ra một cái ngôn ngữ chứ. Tức là dầu rằng chúng ta gọi là không có âm thanh, nhưng mà trong nội tâm chúng ta mình biết, mình có thể vận dụng, mình có thể sắp xếp một cách bài bản nơi nội tâm của mình. Tôi nói ví dụ như hôm nay, cũng như trong quá trình đi làm nhiệm vụ, thì thường là cái ngôn ngữ tâm của tôi sử dụng một cách hết sức là triệt để. Trong cái quá trình tham cứu là Đức Thầy cũng vậy. Ngày xưa mà khi học giảng Thầy mà biết đó, khi mà thuộc lòng rồi đó, thì lúc nào trong nội tâm của mình cũng nhắc là Đức Thầy. Hoặc giả là hôm nay xuống đây thuyết giảng, thì trên cái đoạn đường từ nhà xuống đây, thì dầu rằng bên ngoài nói cười cười, nhưng mà trong nội tâm đó, ngôn ngữ tâm sẽ nói với nội tâm của mình là hôm nay mình sẽ khai thác cái gì, mình sẽ nói mẫu chuyện gì, mình phải nhớ lại từ ngữ như thế nào, mình sắp xếp cái bố cục ở trong nội tâm chúng ta. Tức là mình có một cái sự chuẩn bị, có một sự chuẩn bị như vậy thì nhất định là chúng ta không có bị hỏng. Đây là mình nói bản thân của mình. Rồi tất cả quý vị cũng vậy, khi mà chúng ta bắt đầu ngày mai có một cuộc tiếp xúc với đối tác làm ăn, hoặc giả là ngày mai mình sẽ tiếp xúc với cái người mình thương dữ lắm, hoặc giả là ngày mai mình tiếp xúc với cái người mình ghét dữ lắm, thì đảm bảo đồng đạo đêm nay đồng đạo khó ngủ lắm. Đồng đạo không có nói, đồng đạo không có viết, mà trong nội tâm đồng đạo nó sẽ gợi lại, sắp xếp lại ngày mai gặp đối tác làm ăn phải bàn tính như thế nào để có một kế hoạch cụ thể để chúng ta có được cái lợi nhuận. Ngày mai gặp cái người mình ghét, mình phải nói thế nào đó, hạ nhục người ta,
nói làm sao cho người ta gục mặt, nói cho làm sao mà cho người ta nể phục mình, tức quá tức à, nói cho thỏa mãn. Hoặc giả ngày mai gặp người mình thương thì mình phải vận dụng cái trình độ nói năng thế nào đó để lấy lòng người này, để tán tỉnh người này, để cho người này thuộc về mình. Như vậy thì cuộc gặp gỡ ngày mai thì hôm nay chúng ta đã tính toán rồi đồng đạo. Thì đó gọi là ngôn ngữ tâm. Vì vậy cho nên trong nội tâm chúng ta, khi mà cái ngôn ngữ này, khi mà những cái tư tưởng thì thầm này nó khởi lên nội tâm chúng ta, thì nếu nói về phương diện chánh ngữ, đồng đạo chúng ta phải kiểm chứng tại nơi này. Mình phải làm trọng tài ngay trong cái nguồn tư tưởng trong tâm chúng ta. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, tức là khẩu dục do duyên ý dục. Cái miệng chúng ta nó nói thì hoàn toàn do cái tâm suy nghĩ trước đó. Cho nên khi mà nội tâm chúng ta bắt đầu có những cái câu từ, có một cái sự suy nghĩ liệu toan ở trọng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sàng lọc. Nếu như cái tư tưởng nào tốt thì chúng ta sẽ giữ để chúng ta phát cái ngôn đó. Còn nếu cái nào mà không tốt, căn cứ là Đức Thầy, thì chúng ta nên dập tắt ngay trong nội tâm chúng ta. Thì nếu được như vậy thì đồng đạo chúng ta sẽ đi đúng theo chánh ngữ, để chúng ta hiểu được một số cái nét về ngôn ngữ viết, ngôn ngữ nói, và chủ thể là ngôn ngữ, những cái tư tưởng thì thầm trong nội tâm chúng ta. Thì đó là chúng tôi cũng nói một số cái nét để chúng ta có được một cái định nghĩa thế nào là chánh ngữ. Và cái thứ hai nữa là nguyên nhân nào sanh tà ngữ. Thì Đức Thầy dạy chúng ta rằng lục căn làm cho con người say đắm lục trần. Như vậy thì đây là cái nguyên nhân chính yếu. Cái nguyên nhân chính yếu mà sinh ra tà ngữ thì không ngoài lục căn ô nhiễm lục trần, làm cho con người say đắm lục trần. Vì vậy cho nên khi mà Đức Thầy nhắc cái lục căn say đắm lục trần, thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ lương tưởng, sẽ liên tưởng các vấn đề. Có một cái mấu chốt quan trọng đó liên hệ từ ở chánh ngữ này đi qua cái phần chánh mạng, tức là từ chánh mạng qua chánh ngữ đó, có một cái sự quan hệ chặt chẽ. Nếu mà mỗi đồng đạo chúng ta mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phần cao, thì nếu như sáu điều này mà chúng ta bắt đầu ưa thích từ ở cái trạng thái lục căn và lục trần, thì đó là cái mối chốt, là cái nguồn gốc để rồi chúng ta sẽ phát ra cái lời nói. Để chi? Để chúng ta phụng sự cho cái ưa thích, cái mà mình đã tính toán sẵn trong cái nội tâm của mình. Do đó cho nên trong giác mê tâm kệ thì Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ rồi: nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi yếm dịu, đồ thơm tho ưa nó chịu, chốn xả hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, đồ ngọt béo ưa nó mến, thân ham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý, sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau giúp nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, như Đức Thầy đã dạy. Vậy thì đây là một cái trạng thái, cái trạng thái ô nhiễm giữa tâm và cảnh đó. Mình nói nôm na là giữa tâm và cảnh. Bởi vì dầu rằng lục trần nó gồm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà nhãn nhĩ tỷ thiệt đó thì cái này nó chỉ là công cụ của tâm. Cái quan trọng là thằng ý. Bởi vì cái ưa này nó không phải là mắt ưa, không phải là mũi ưa, không phải là tai ưa, không phải là lưỡi ưa, không phải là thân ưa, mà cái tâm chúng ta nó ưa. Mình phải nhận diện ngay cái chỗ này là cũng ở từ cái chỗ ngôn ngữ tâm mà ra đọc. Thì từ ở trạng thái này chúng ta mới bắt đầu có những cái lời nói. Cái nguồn gốc đó, cái nguồn gốc có cái lời nói. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông Cò Tào Hảo: trong sát thân chán thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Thì đây là cái phương pháp mà Đức Thầy muốn nhắc nhở như vậy, cho ông Cò Tào Hảo đừng có ô nhiễm vào những cái căn trần này, để rồi phải đọa lạc, không bao giờ tìm đến con đường giải thoát. Như vậy thì cái nguyên nhân mà chúng ta phạm vào tà ngữ thì xin nhắc lại, không ngoài lục căn ô nhiễm lục trần. Và Đức Thầy mới dạy thêm rằng đó, mỗi con người chúng ta vì cái kế sinh nhai mới sanh ra cái điều ham hố, rồi trong những cái điều ham hố ấy cũng có tội lỗi của miệng lưỡi, thì đây là hành trạng đồng đạo. Tức là Đức Thầy khẳng định rằng hành trạng lưỡng thiệt, tức là làm cho thiên hạ bắt hòa nhau, ỷ ngôn lời chửi mắng kẻ dưới tay, ác khẩu những tiếng tục tằn lỗ mãn, vọng ngữ nói láo nói quỷ quật. Như vậy thì đây là cái hành trạng cũng từ ở chỗ lục căn nhiễm lục trần hồi nãy. Vì muốn nuôi dưỡng sát thân nên mới sanh ra những điều ham hố là nguồn gọi tội lỗi, thì trong những tội lỗi ấy cũng có nghiệp chứng miệng lưỡi. Cho nên ở đây Đức Thầy đưa ra cái hành trạng.
Như vậy thì giờ này chúng ta sẽ kiểm chứng lại mình. Đồng đạo kiểm chứng mình, tôi kiểm chứng tôi, quý vị kiểm chứng quý vị, để chúng ta biết coi mình giờ này lời nói mình nó rơi vào tà hay là chánh. Bởi vì cái quan trọng là chúng ta phải làm một cái bài test. Quan trọng là chúng ta phải biết được mình, biết được bệnh mình mới trị bệnh được, đồng đạo. Còn nếu như giờ này mà bệnh mình không biết nữa đó, thì tôi tin tưởng rằng là không có ai mà chữa trị được. Cho nên bác sĩ mà trước khi mà trị bệnh mình, nó muốn hết bệnh đó, thì bác sĩ phải tìm cách biết được chúng ta mang cái bệnh gì để cho uống thuốc. Như vậy thì khi mà nói đến hành trạng, mà Đức Thầy đưa ra bốn cái điều ác ở trong cái phần tam luận về tăng nghiệp, ở cái phần tức là về khẩu nghiệp, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta xem coi, nếu như tôi và vị mà chúng ta còn dùng cái lời nói lưỡng thiệt đó, ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Như vậy thì nếu như mà chúng ta còn có những lời này trong cái sự ăn ở, giao tiếp, cư xử hàng ngày, thì coi như là chúng ta còn phạm vào tà ngữ, tức là chúng ta đang đi con đường tà. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mình có những cái lời ý thị hiếp đáp kẻ dưới tay của mình, như Đức Thầy dạy chúng ta, ác thứ nhì ý ngôn chấp chứa, đợi cho người lầm lỗi sáng vầy, của tiền nhiều tự phụ rằng hay chủ ý sơ thế nhiếc xài kẻ dưới, lắc léo chi có ba tắc lưỡi, quan ý khôn mạc sắc dân ngu, nghèo ý lăng láo sượt lu bù, ôi thế thế lòng đau tự cắt. Như vậy thì nếu như lời nói chúng ta mà mình không quản được cái miệng của mình, vì cái bản ngã mình ý mình là ông chủ, mình ý mình là người làm quan, mình ý mình là người có tiền, mình ý mình là cái người có một cái sự xảo quyệt, mình ý là mình là cái người học thức, thì chỉ cần chúng ta có năm cái ý này thôi, thì lúc bây giờ mình có những cái lời nói để hạ nhục năm cái hạng dưới của mình, thì lúc bây giờ coi như là chúng ta cũng đang đi ở cái con đường tàn ngữ. Rồi cái thứ ba nữa, nếu như giờ này theo lời Thầy dạy, tức là ác khẩu, tiếng độc ác, chửi rủa thần thánh, mà Đức Thầy xác định rất rõ, tới ác khẩu thứ ba bài biện, tiếng tục tằn thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm của bác chẳng kiên, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh, chẳng kiên nể Phật trời thượng cảnh, cõi long cung mời thỉnh tối ngày. Như vậy đây là cái đoạn mà Đức Thầy dạy cái hành trạng. Nếu như mỗi đồng đạo chúng ta phát ngôn ra, mình còn kêu trời, còn kêu Phật, mình còn nói tục, nói tiểu, mình còn thời thốt, thì coi như chúng ta phạm ác khẩu. Ngoài việc phạm ác khẩu thì chúng ta phạm vào tà ngữ. Ngoài việc phạm tà ngữ, chúng ta còn phạm luôn cái điều răn cấm thứ tư mà Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, tức là ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa. Kính thưa đồng đạo. Và đồng thời đến cái thứ tư nữa, cái hành trạng thứ tư nữa, tức là nếu đồng đạo chúng ta mở miệng ra mà nói cái lời không chân thật, ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều, ghét người thời kiếm chuyện dệt thiêu, thương viện lẹ diện lẽ thấp cao bầu chữa, đời bất công ai xem sửa, trên điêu ngoa với chẳng phục tùng, mà Đức Thầy dạy. Như vậy thì chỉ cần chúng ta có cái lời nói nó không đúng với sự thật, thì bao nhiêu đó là chúng ta vẫn rơi vào tà ngữ. Như vậy thì căn cứ lời Đức Thầy thì chúng tôi cũng nói một số khái niệm để chúng ta thấy rõ cái hành trạng như thế nào. Như vậy thì khi mà giờ này hiểu đến đây, nếu như mỗi đồng đạo chúng ta lời nói mình nói ra mà phạm vào bốn vấn đề này, thì coi như tôi và quý vị chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là tà ngữ. Và một khi một người rơi vào tà ngữ thì đồng đạo thấy cái hệ quả của nó, cái tai hại rất là khủng khiếp đồng đạo. Nếu nói trong cuộc sống đời thường mà chúng ta phạm vào tà ngữ thì lời nói chúng ta, xin thưa đồng đạo, không ai nghe hết trơn, không ai tin hết trơn. Bởi vì mình phạm vào tà ngữ thì lúc bây giờ gần như là cái lời nói mình mất uy tín đồng đạo. Về nghiệp quả đó, hôm nay mình nói con mình không nghe thì ngoài cái việc nó cứng đầu, bên cạnh đó là tại mình kém phước. Có lẽ ở tiền kiếp mình phạm vào tà ngữ nhiều quá, chính vì vậy cho nên lời nói mình nó nói không có nghe. Do đó cho nên ở chỗ này cũng là cái chỗ mà Thầy dạy là tiên sử kỷ hậu lai sử bỉ, tức là bắt lỗi người phải xét lỗi mình. Cho nên hôm nay cũng vậy đồng đạo à, tôi nói ví dụ tình chồng vợ cũng vậy, con cái anh em trong nhà cũng vậy. Nhiều khi mình nói mà vợ mình không nghe là mình nói chồng mình không nghe là mình nói con mình không nghe là mình, thì đồng đạo đừng vội trách vợ mình, đừng vội trách chồng mình, cũng đừng vội trách con mình, mà
chúng ta nên trách mình. Có lẽ lời nói tôi không có thơm tho, có lẽ hồi đó giờ tôi nói ác không à, tôi không nói lời nào lành hết trơn, không có miếng phước nữa. Mà nếu chúng ta không có phước rồi, coi như chúng ta không có đức. Mà không có đức rồi chúng ta nói ai nghe nè đồng đạo. Cho nên khi mà đưa ra vấn đề này, đồng đạo dễ cảm nhận lắm. Giờ này ở đây cũng vậy, khi mà tôi nói vấn đề này thì mỗi đồng đạo chúng ta sẽ xem là mình có coi coi mình đang ở con đường nào, nghiệp quả chứ nào là mình biết rồi. Nếu mà trong gia đình một câu nói mà nói ra, vợ con mình nó nghe răng rắc, làng xóm nghe thương yêu lắm, thì coi như là mình đỡ rồi đấy. Mình đã có cái nền tảng là mình không có phạm một ác rồi. Tức là tiền kiếp mình nói là lành, còn giờ này mình nói không ai nghe mình hết trơn. Thì xin thưa đồng đạo đừng có trách người ta, mà trách mình nè. Nếu mình nói người ta không ai nghe như vậy thì mình biết là cái tai hại mình không có tu rồi. Cho nên giờ này mình phải tập lại, gọi là làm lại từ đầu. Vì vậy nên tai hại đầu tiên ở đây muốn nói về cái người phạm vào tà ngữ đó, thì người này không có uy tín đồng đạo. Bởi vì ông Thánh ông dạy rồi à, nhất ngôn bất trúng, thiên ngôn vô vụng. Vì vậy cho nên ở trong cuộc sống hàng ngày này, chỉ cần tôi và quý vị mà chúng ta nói cái lời mà nó sai sự thật đó, thì xin thưa đồng đạo chúng ta nói làm sao người ta không tin đâu quý vị. Trong cuộc sống là như vậy. Cho nên tôi nhớ ngày xưa là vua Vương đó. Tức là vua Vương là cái vị vua sau cùng của nhà Châu đó. Nhà Châu trải dài 800 năm thì vua Vương là cái vị vua sau cùng. Thì lúc bây giờ U Vương có nàng Bao Tử đẹp, không có cười. Cho nên U Vương mới là ước mơ làm sao cho nàng Bao Tử được cười, tìm đủ trăm mưu ngàn để làm cho nàng Bao Tử cười. Nhưng mà Bao Tử không có cười. Vì vậy lúc bây giờ vua U Vương đó mới bày một cái kế. Cái kế này gọi là giặc, cho Bao Vương đốt cái quả đài. Bởi vì theo một cái quy định của nhà Châu lúc bây giờ, khi mà ở vua, ở triều đình, tức là ở trung tâm đó, mà đốt cái phong quả đài lên, tức là có biến rồi. Tất cả 200 trống chư hầu ở bốn phương tập trung trở về để hộ giá. Như vậy thì khi vua đốt phong quả đài lên, thì lúc bây giờ xung quanh các chư hầu bốn phương đâu có biết cái gì đâu, cứ nghĩ là triều đình có biến cho nên vua mới đốt phong quả đài. Vì vậy nên các nơi, các tướng lĩnh ở bốn phương mấy trăm trống chư hầu thì bốn phương tập trung về để hộ giá. Thì lúc ấy khi mà về hộ giá thì không có cái gì hết trơn. Cho nên nàng Bao Tử thắt cười quá, nàng mới nở nụ cười. Vì vậy lúc bây giờ vua mua cái nụ cười nàng Bao Tử này rất là đắt giá. Thì sau đó thì các tướng lĩnh bất mãn, tức là nhất ngôn bất trúng, nói không đúng. Vua tức là trị vì thiên hạ mà giờ này dám đem cái điều này ra để đùa cợt. Vì vậy nên các tướng lĩnh, các chư hầu phải nói rõ, ai cũng bất mãn hết. Và sau đó một thời gian, ông say mê sắc đẹp của nàng Bao Tử. Thì đến khi mà loạn thần tật tử trong triều đình đó, lúc bây giờ nó có di cắn mạnh, nó mới đứng lên làm phản. Thì lúc bây giờ nó phản thiệt đó. Những năm trước đốt phong ở đài giả, nhưng giờ này đốt thiệt đó. Nhưng mà khi đốt thiệt rồi gọi là thiên ngôn vô vụng. Khi đốt phong ở đài lên thì các tướng lĩnh ở tứ phương chư hầu, mấy trăm trắng hầu nó là ông vua này, ông gạt mình năm ngoái năm kia nè, năm nay không về hộ giá. Thì từ đó thì cái các vị loạn thần tật tử cuối cùng đó là sát hại vua, và cái cơ nghiệp 800 năm của nhà Châu sụp đổ từ cái sự nói dối của vua Vương đồng đạo, cái tai hại nó rất lớn. Như vậy thì giờ này trong cuộc sống của bạn, nếu như tôi bại vị mà lỡ nói dối một lần đi, mình thí dụ đồng đạo, mình ví dụ đi, mình mà lỡ nói dối một lần thì chúng ta buộc phải nói dối lần hai, buộc phải nói dối lần ba, rồi chúng ta buộc phải nói dối lần tư, nói dối cả đời luôn đồng đạo. Cho nên mình nhớ nha, tai hại rất là ghê gớm. Chỉ cần một lần chúng ta nói dối thôi thì uy tín chúng ta coi như là đổ vỡ đồng đạo. Và cái tai hại tiếp theo nữa, nếu như chúng ta nói về cái nghiệp quả chi phối, thì giờ này chỉ cần đồng đạo chúng ta vào tà ngữ thôi, thì lúc bây giờ chúng ta là không. Khi chúng ta phạm vào tà ngữ để mình có những cái lời nói ỷ thị kẻ dưới tay của mình, thì lúc bây giờ chúng ta là ma. Cái gì chứng minh cái chữ tâm chúng ta là ma hay là quỷ? Thì đây là cái điều để làm một cái thước đo lường. Mà ngày xưa thì ông Trần Lý hỏi Đức Thầy, cũng giống như tôi vừa hỏi quý vị vậy. Thì ông Trần Lý hỏi Đức Thầy, dạ thưa Thầy, như vậy thì con nghe Thầy dạy trong tâm của mình có ma có quỷ, như vậy thế nào là ma, thế nào là quỷ, nhờ Thầy dạy cho con. Thì lúc giờ Thầy nói rằng nhà ông ở đây giàu có lắm, có cái ăn người ở đúng không? Thì ông Lý nói dạ thưa Thầy có. Như vậy Thầy cũng dạy thêm, như vậy thì có khi nào mà cái ăn ở ông nó làm hư đồ của ông
nó không nghe lời ông, rồi ông chửi, ông mắng nó không, ông hành hạ nó không? Thì Trần Lĩ nói dạ thưa thầy, có thầy. Có những lúc mà nó làm con giận quá, tức quá, con cũng chửi cũng la nó. Thì Đức Thầy nói trong lúc ông hiếp đáp cái người ở của ông đó, thì lúc đó tâm là ma đó, tâm là quỷ đó. Rồi Đức Thầy hỏi thêm như vậy thì có lúc nào đó ông thấy can ngỡ ông thương không? Thì ông lại nói dạ thầy có thầy. Có những lúc thì con thấy nó, thấy là những cái kẻ ăn ở của con đó, vì cái cuộc sống sinh nhai mà cam làm tôi tới con thương lắm đó thầy. Thì Đức Thầy nói trong lúc mà ông thương cái người dưới tay của ông, thì lúc bây giờ tâm ông là tâm Phật đó. Vì vậy cho nên hôm nay chỉ cần đồng đạo chúng ta bất ý thôi, mình ý mình là người hơn người, ý mình thông minh hơn người khác, ý mình tài ba lõi lạc hơn người khác, ý mình giàu có hơn người khác, trí tuệ hơn người khác, luôn cả thuộc giảng như hơn người khác. Thì nếu mà chúng ta có một cái tâm ỷ thị, mình nói cái lời không phải với cái kẻ dưới tay của mình, thì coi như là chúng ta lúc bây giờ tâm mình là tâm ma, tâm quỷ. Tôi nói nôm na trong đời tu của mình thôi đồng đạo. Đồng thời hai người tu với nhau, cái người mà ăn chay trường chê cái người ăn chay kỳ, anh ăn chay kỳ làm sao bằng tôi. Như vậy thì cái người ăn chay trường này lúc bây giờ họ, tâm họ là ma đó. Chứ nếu tâm họ là Phật thì làm gì họ có những cái lời nói như vậy. Bởi vì cái ngôn ngữ tâm chúng ta nó đã có cái sự khinh bỉ rồi, thì nó từ đó nó buộc cái miệng chúng ta phải làm theo ý của tâm, như chúng tôi nói hồi nãy. Hay hoặc giả là bây giờ mình tu lâu năm rồi, một ngày mình cúng lại 3-4 thời, mình đi Phật dữ lắm, mình làm từ thiện ở đây không ai bằng mình hết, rồi chúng ta lại có những câu nói sổ sàng, mình tự cao tự đại, giống như đời Đức Thầy dạy xảo trá đa ngôn khoe khoang tự đắc. Thì nếu như mình tự cao tự đại, xảo trá đa ngôn khoe khoang tự đắc như vậy, thì lúc bây giờ tâm chúng ta là ma đồng đạo à, không có Phật đâu ấy. Thì đấy là mình hiểu về cái phương diện, cái tội, cái tệ hại của cái nhận thức chúng ta. Rồi đếm luôn cả cái lợi, cái tai hại sau cùng nữa đi. Nếu như đồng đạo chúng ta giờ này mà quý vị mà phạm ác khẩu đó, thì lúc giờ tương lai chúng ta đọa lạc à. Trong các cái vấn đề này, cái nghiệp rất là nặng. Chỉ cần chúng ta làm nói không đúng thôi, dùng những câu nói độc địa chê bai người khác thôi, thì tương lai coi chừng chúng ta không còn giữ nguyên thân người quý vị. Cho nên có lần tôi đọc lại trong Di Sa Luật đó, trong cái bộ luật gọi là Di Sa Luật, tức là bộ luật này để dành 10 giới của Sa Di đó, thì trong đó có cái phẩm là kính trọng các vị sa môn. Thì trong cái phẩm mà kính trọng các vị sa môn có kể lại một cái mẫu chuyện. Thì lúc bây giờ có một cái tuổi còn nhỏ, bởi vì sa môn tức là từ 10 đến 20 tuổi còn rất là nhỏ, thì nghe một nhà sư, một vị sư già đang tụng kinh. Thì lúc bây giờ buộc miệng nói, ông này tụng kinh cái tiếng ồ ời nghe giống như chó sủa. Chẳng hạn một câu nói mình nghe cũng không có gì lắm đúng không, ác khẩu mà. Nhưng mà cuối cùng vì cái câu nói đó mà cuối cùng nó đồng đạo biết đó là phải đọa rất là nhiều kiếp chó để trả lại câu nói đó. Cho nên cái tai hại này mà khi mà chúng ta tìm hiểu nó ghê gớm lắm. Vì vậy cho nên ở đây mà chúng ta bàn tai hại, chúng ta nói theo chiều, chứ nói tai hại của ác khẩu. Cho nên theo tôi nghĩ rằng giữa thế gian và suốt thế gian, về cái phần nhận diện ở đây, thì giờ này đồng đạo chúng ta hiểu được cái tai hại của tà ngữ như thế nào. Vì vậy cho nên hiểu được tai hại, hiểu được hành trạng, thì giờ này chúng ta cần phải thực hiện theo là Đức Thầy dạy của cái phần chánh ngữ. Cho nên cái phần hành chánh ngữ Thầy dạy, hãy tập lời nói mình cho chơn chánh, đúng với sự thật. Như vậy thì yếu tố đầu tiên Đức Thầy dạy chúng ta là phải tập lời nói mình. Hôm nay Đức Thầy dạy tôi và bị phải tập có đồng đạo à. Tại sao chúng ta phải tập lời nói mình? Bởi vì mình quen rồi đúng không? Mình quen sống ở cái cuộc đời bình dị của mỗi con người. Cho nên chính vì chúng ta quen, khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Vì vậy nên hôm nay học bài chánh ngữ này, yếu tố đầu tiên tôi và vị phải tập, tức là chúng ta phải thực tập trong cái cuộc sống của mình, phải thực hiện đúng theo chánh ngữ đồng đạo. Chúng ta phải tập. Và khi thầy dùng hãy tập lời nói mình, thì đồng đạo biết như thế nào rồi. Tập là chúng ta từ từ, đừng có vội vã, đừng có hấp tấp. Giống như một đứa con nít, giống như một đứa con, đứa cháu của mình, nó đang tập học đánh vần A, B, C, D. Mà đồng đạo biết rằng phải có thời gian, bởi vì tập phải có thời gian. Mà nếu như mà chúng ta dục tốt bất đạt đồng đạo, vì vậy thầy mới dạy chúng ta là đường đạo đức đi từ nó. Thầy dạy chúng ta tập, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ nha, phải lưu ý. Bởi vì cái chữ tập này nó gắn với cái chữ là chúng ta cần phải nhớ. Và đồng đạo chúng ta đừng vội vã.
cái sự kiện mà tôi và quý vị phát ngôn mà nó không đúng, phát ngôn mà phạm vào tà ngữ đó là thường là do chúng ta hấp tấp, do chúng ta vội vã. Vì vậy đây Đức Thầy dạy chúng ta phải tập. Theo chúng tôi tìm hiểu đồng đạo, cái ngôn ngữ Việt đó, cái kho ngôn ngữ Việt ông cha chúng ta để lại cho mình là trên dưới là hơn 1 triệu từ ngữ đồng đạo. Ngôn ngữ Việt chúng ta chỉ có 29 chữ cái thôi. 29 chữ cái này kết vần với nhau đó là trên dưới như vậy là hơn 1 triệu từ. Nhưng mà hàng ngày tôi bảy vị chúng ta dùng một người như vậy đó, cả cuộc đời mình có vài trăm từ à. Nếu người nào nhiều gì đó chúng ta dùng khoảng vài ngàn từ, chúng ta cũng nói đi nói lại, nó đi nó lại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng vòng vòng có mấy từ mấy câu đó thôi. Như vậy cho nên Đức Thầy dạy chúng ta phải tập. Và có nghĩa rằng đó, trong các kho báu của văn học Việt Nam chúng ta có 1 triệu từ, hơn 1 triệu từ. Thì khi đồng đạo muốn nói, mình nói nôm na là giờ này mình đút cái tay mình vào, mình sẽ lựa nha. Mình sẽ lựa 1 triệu từ này. 1 triệu từ này có tà có chánh nè, 1 triệu từ này có tế có thô nè, 1 triệu từ này là có những từ ngữ đưa con người đến cực lạc, và 1 triệu từ ngữ này cũng có những từ ngữ đưa con người xuống địa ngục. Cho nên mình phải lựa. Vì vậy ông cha chúng ta đã Phật đã dạy rất rõ rồi. Trong ca dao Việt Nam chúng ta, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì đó là chúng ta tập đồng đạo. Chỉ cần đồng đạo chúng ta trước khi nói, đồng đạo phụ sự suy nghĩ vào, chúng ta nên nói cái gì nè, nên nói điều này là có lợi có hại, thì đó là chúng ta tập. Và Đức Thầy cũng dạy chúng ta rất rõ là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Đâu có ai buộc mình nói đồng đạo, đâu có ai ép mình nói đâu, đúng không? Cho nên hoàn toàn là do mình không mà đồng đạo. Tôi nói nhiều khi tôi cũng vậy, đứng diễn đàn khi nói nhanh nói lẹ lắm, mà đâu có ai dành nói với mình đâu, ta lại nói từ từ chứ. Nhưng mà đây nó cũng là cái bản tính tự nhiên của mỗi con người, cũng giống như đồng đạo chúng ta vậy. Khi gặp một hoàn cảnh gì đó, đó lẽ phan hả nói, đừng có vội nói. Đằng này chúng ta vội vã hấp tấp, càng nói nhiều thì chúng ta càng mang tội nhiều, gọi là đa ngôn đa quá, hoặc là đa ngôn loạn ngữ. Khi mà chúng ta nói nhiều thì đương nhiên sẽ có cái điều sai trong ấy đồng đạo. Vì vậy cho nên đề mình phải tập, chúng ta tập ít nói. Mà tốt nhất theo tôi nghĩ đó, chúng ta nên tập im lặng đồng đạo. Bởi vì nếu như chúng ta có được im lặng đó, thì coi như là chúng ta đã đạt được cái vương quốc của trí tuệ. Đồng đạo nhớ không, hai cái hình ảnh mà giờ này đó tất cả đồng đạo chúng ta nằm lòng. Một là từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nhớ kỹ rằng khi mà Thái tử Siddhartha lúc còn nhỏ, Thái tử rất là điềm đạm, ít ăn, ít nói, mật tưởng, trầm tư, đâu có nói nhiều đâu đồng đạo. Phải thì nói, không phải thì thôi à, không có đùa giỡn luôn, không có nói đùa nói giỡn. Rồi Đức Thầy chúng ta cũng vậy. Quý vị học lại cái thân thế Đức Thầy, thì theo lời thuật lại của Đức Bà, khi Đức Thầy chúng ta còn nhỏ cũng vậy, Đức Thầy ít có nói lắm, không có thích đờn ca hát sướng, mà chỉ tìm cái nơi mật tưởng, trầm tư, thanh tịnh, ít nói. Cho nên con người chúng ta tại mình nói nhiều quá, nó hao cái khí huyết chúng ta, nó hao cái tinh khí thần chúng ta. Chúng ta vì nói nhiều quá cho nên chúng ta càng nói nó càng tối đồng đạo, chứ không phải mình nói mà nó sáng đâu. Cho nên con người mà có đi sâu vào nội tâm đó, trầm tĩnh, ít nói đó, thì con người đó mới đạt được kết quả cao trên con đường tu tập. Vì vậy tôi nhớ lại cuộc đời Đức Phật, thì mình cũng học rất là nhiều về kinh điển của đời Đức Phật. Những lúc mà Đức Phật mà nói mà các môn nhân để chúng không nghe đó, thì Đức Phật không có tỏ ra một thái độ mà phải nói là thế nào đâu, mà Đức Phật đi sâu vào trong rừng á, đi sâu vào trong rừng Simsapha. Đức Phật đi sâu vào trong rừng, ở trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày không nói chuyện gì cả. Rồi hoặc giả là những cái trường phái nào đến để làm khó Đức Phật, lúc bây giờ Đức Phật cũng không nói đồng đạo. Cho nên cái mẫu chuyện này chúng ta biết, Đức Thầy cũng có nói mà, thì người ta đến người ta chửi mình. Giống như ngày xưa Đức Phật cũng vậy, khi mà các cái trường phái bên ngoài nó ghét Đức Phật, đến nó chửi Đức Phật, rồi nó dùng những cái lời nói phỉ nhổ Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật trả lời, Đức Phật làm thinh không có trả lời. Nó mới hỏi là ông Cù Đàm Bồ, ông điếc hả? Ông không nghe là tôi nói hả? Thì lúc bây giờ Đức Phật nói, ta rất nghe rõ, ta không có điếc. Thì nó mới hỏi thêm, tại sao ông nghe không trả lời? Thì Đức Phật nói, này các ngươi, ví dụ như các ngươi đem một món hàng cho người ta mà người ta không nhận, thì các ngươi phải làm sao? Thì quý vị đó lúc giờ nó rằng, thì cho tao nhận, tôi đem với. Thì trả lời gọn nha. Thì Đức Phật nói,
cũng thế. Các ngươi nói xấu ta, phỉ nhổ ta, dùng cái lời độc ác nói với ta mà ta không trả lời, thì các ngươi hãy đem về những cái lời nói ấy. Vì vậy cho nên hôm nay đây là một cái phương pháp mà chúng ta phải thực tập. Thật sự quý vị, tôi bây giờ rất ít nói. Ngày xưa đó, những năm đầu học giáo viên về nhà tôi nói dữ lắm. Nhưng mà những năm gần đây là về nhà thường là tôi chỉ là tư duy là nhiều, lên diễn đàn hoặc là đến ban trị sự gặp đồng đạo, thì nhiều khi còn tay bắt mặt mừng hỏi thăm này kia kia nọ, còn về nhà ít có nói chuyện. Và đồng thời tôi rất là ngại, rất là ngại nghe điện thoại đồng đạo. Thật sự là giờ tôi rất là dị ứng cái điện thoại, cho nên thường là tắt điện thoại là nhiều. Cho nên mà nếu mà chúng ta cứ nghe điện thoại hoài thì cũng không phải là tốt đồng đạo. Cái gì cần hãy nghe. Nhiều khi những cái chuyện phím, những cái chuyện hỏi thăm, những cái chuyện bình thường mà chúng ta cứ nghe hoài nó tốn thời gian. Thời gian để niệm Phật, thời gian để thiền tập, rảnh nó đâu mà tối ngày cầm cái điện thoại mà cứ alo hoài đồng đạo. Cho nên ở trong thiền học có một cái câu nói mà tôi nhớ đó, tức là thiền điện thoại. Thời kỳ này đồng đạo nên thiền điện thoại vậy á. Cái điện thoại mình thấy như vậy cho nó chia sẻ nhiều cái điều xấu xa trong đó, rồi nó chia sẻ những cái điều ảnh hưởng trí tuệ chúng ta lắm. Mỗi khi mà đồng đạo chúng ta thương quá, anh em chị em thương cứ điện hoài, nhưng mà vị hình dung cái câu chuyện có cái gì đâu, cái chuyện có chút xíu à, mà chúng ta cũng điện: chị ơi bữa nay làm gì, anh ơi nay làm gì, người này cởi người kia nghe, người kia cởi người nọ nghe, cái chuyện toàn là cái chuyện hỏng gì đó gì chứ, chi bằng bây giờ đừng có nghe vậy, hỏi thăm sức khỏe một câu hai câu ngắn gọn trong một giây hai giây năm giây mười phút được rồi, còn thời gian còn lại để đọc kinh, để xem sách. Cho nên tôi cũng thương lắm, nhiều khi rồi con mình ở trên Bình Dương á, mẹ ở dưới này thì cũng thương lắm, ngày nào cũng điện một cuốc như vậy đó, một hai tiếng đồng hồ đó tôi chứng kiến đó. Cho nên tôi cũng có lúc thật sự là mình rất là ngại nghe điện thoại, thời gian đâu nghe điện thoại, ngoài việc làm nhiệm vụ về nhà cũng phải chừa cái thời gian để tập thiền học chứ, chừa thời gian niệm Phật, mà cứ nghe điện thoại hoài như vậy chắc nước nghỉ tu luôn đồng đạo, phải không? Cho nên tôi rất là tâm đắc trong thiền học có một câu đó mà tôi vừa nhắc, chúng ta phải thiền điện thoại. Vì vậy cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần thực tập. Quý vị nhớ lại rằng cái sự im lặng đó, đây là cái vương quốc của trí tuệ. Một con người mà im lặng chừng nào, trầm lặng chừng nào thì con người này mới phát triển về hệ tư duy, chúng ta mới sáng đồng đạo. Cho nên cũng có nhiều đồng đạo hỏi tôi: chú Tâm ơi, tại sao tôi đọc giảng thầy hoài tôi không nhớ? Mình đọc xong rồi mình bỏ rồi sao nhớ được? Cho nên chúng ta thuộc bài giảng đừng có bỏ. Thuộc rồi nhưng mà nội tâm chúng ta phải nhớ bài giảng đó. Mình nhắc cái bài giảng đó hoài thì đương nhiên mình không nhớ, không quên rồi. Đằng này chúng ta thuộc rồi, chúng ta bỏ luôn 5 tháng, 1 tháng, 5 năm, 3 năm không có nhắc tới thì chúng ta quên là như vậy. Và đây cũng là một cái mấu chốt mà làm chúng ta niệm Phật không nhất tâm đồng đạo. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta chỗ này, hãy tập lời nói mình cho chân chánh đúng sự thật. Vì vậy cho nên trong cái phương diện ăn ở hàng ngày thì đồng đạo chúng ta phải thực tập. Đức Thầy dạy tập rồi, mình phải thực tập. Khi lời nói mình nói ra là phải chân chánh, phải đúng với sự thật. Cho nên nếu cái lời nào không chân chánh, cái lời nào nó sai sự thật thì chúng ta cũng đừng có nên nói nhiều quá, cũng đừng có nên thực hiện, cũng đừng có nên nói những lời này để rồi chúng ta phải mang cái tội. Vì vậy cho nên trong cái cuộc sống thì thường thường đồng đạo chúng ta có cái vấn đề nói năng tùy tiện, là tức là chúng ta nói nhiều đó, nói nhiều quá hư bột hư đường, hoặc giả là chúng ta thường nói những cái lời nói cay độc đó, tức là nói dấm nói dít đó, nói mà nói bắt con chó nói con mèo nói cho người ta tức chơi đó, thì cái đó nó tội dữ lắm đồng đạo. Tuyệt đối là không nha, mình phải tập nha. Hầu đó mà giận ai rồi nó xỏ nó xiên người ta, mượn cái chuyện này nói xấu người này, nói người này, bắt người này, bắt người này để nói người kia thì không được. Cái đó là chúng ta phải tập bỏ. Hay hoặc giả là chúng ta thường nói cái lời than quán đồng đạo. Cái này tôi thường nghe, hồi đó tôi cũng bị rồi tôi biết. Cho nên mình như vậy không có họ đổ, nhưng mà thật chất ra mình họ đổ dữ lắm. Đổ thừa than quán tại đó, tại bà mới vậy đó, tại ông mới vậy đó, tại chú mới vậy đó, tại con mới vậy đó, tại cha mới vậy đó, chúng ta cứ tại không à. Thì mỗi lần mà ta tại như vậy đó thì là nghiệp cái đồng đạo à. Tức là mình không sống theo một cái định lý nhân quả, tức là mình không sống theo tùy duyên. Cho nên hôm nay cái tập này chúng ta bỏ họ đổ đồng đạo. Cái chuyện gì đến với mình nó nghịch lòng rồi chúng ta cứ chấp nhận đi. Mình đang tu cái hạnh nhẫn phải chấp nhận. Chứ nếu như mình không chấp nhận rồi, ở nội tâm không chấp nhận rồi, thì lúc bây giờ lời nói mình nói ra mình bắt đầu mình mới là bức rứt nè, tức tối nè. Tôi nói với ông rồi, đêm nào phải nhớ đóng cửa, phá cửa cho cẩn thận, ông không nghe lời tôi,
ông lo mê cái này mê kia, bây giờ nó ăn trộm vô lấy tiêu cái xe rồi. Cái chúng ta cằn nhằn, chúng ta cử nhữ, mà phải chi mình cằn nhằn cử nhữ, thằng ăn trộm nó sợ, nó tội nghiệp, mai đem xe trả cho mình thì mình cũng nên cằn nhằn làm đó. Đằng này cằn nhằn xong rồi chiếc xe nó cũng mất rồi, mất chiếc xe không muốn, mà muốn mất luôn tình cảm vợ chồng, đúng không đồng đạo? Nếu như bây giờ này mất chiếc xe rồi, ông ơi ông, thôi cái số mình chắc thiếu nợ người ta, cho nên giờ này mình bị người ta lấy chiếc xe, thôi từ đây về sau ha, tôi với ông nhớ cẩn thận, phá cửa cho cẩn thận, thì coi như mọi việc đi qua. Lúc bây giờ là ái nữ phước không à, không có miếng tội nữa. Còn ngược lại mất chiếc xe cằn nhằn nó tại con đó, tại thằng rể, tại con dâu. Như vậy là chúng ta vừa mắc của, mắc của ràng ràng đó, chúng ta lại mất thêm cái tình cảm khi cái lời nói mình nói ra đồng đạo. Thì đây là những cái mà chúng ta phải thực tập trong cuộc sống của mình. Khi mà không bàn thì thôi, mà bàn thì chúng ta thấy dính nhiều lắm quý vị ạ. Thật sự nói ra vấn đề này đồng đạo mình dung dính nhiều lắm. Buông ra chúng ta cứ đổ thừa cái gì cũng vậy. Vì vậy cho nên đó là những cái căn nguyên mà chúng ta phải rơi vào cái chỗ cái lời nói bất chánh đó. Vì vậy ở đây giờ này đồng đạo phải tập. Cho nên tôi nhớ ngày xưa đó có một hiền triết này ở phương Tây đó, ông này tên là Socrates. Mỗi khi ông mở miệng ra ông có ba cái sàn, ông tập rất là kỹ đồng đạo. Vì vậy cho nên khi mà ông nói chuyện ra đó thì ông coi coi cái lời nói này có chân thật không. Nếu chân thật thì nói, không chân thật thì đừng có nói. Cho nên nếu mà cái lời thiện, cái lời lành, cũng giống như nãy giờ tôi và vị chúng ta đang bàn bạc đạo đức nè, thì đây lời nói thiện, lời nói lành. Chị ơi chị rảnh không, ngày mai đi làm từ thiện với tôi. Chị ơi ngày mai rảnh không, đi niệm Phật với tôi. Thì đó là những cái lời lành, những lời tốt đẹp, những cái lời phải nói rõ là trăm hoa đua nở đó. Thì nếu nói được như vậy hả nói, chứ đừng có nói cái chuyện mà móc họng người ta, nói chuyện làm người ta đau khổ. Vì vậy cho nên cái sàn thứ hai này thì khi ông nói điều gì, ông luôn cẩn thận, không bao giờ ông nói những cái lời phải nói rõ là nó đi ngược lại với thiện ý đồng đạo. Và cái thứ ba nữa, khi nói lời nói thì ông phải đạt ở cái chỗ là nói cái lời hữu ích. Tức là khi nói ra là phải cái lời này có lợi cho mọi người. Nếu cái lời này không có lợi chúng ta đừng nói. Tôi nói có những khi đó, đồng đạo thương mình đó, ta kề tai nói với mình, ta nói cái chuyện đó nó thật đó, rồi vô tình cái mình đem cái chuyện nó thật đó mình nói cho người kia nghe. Chí Tâm biết không, ngày hôm qua anh Năm anh nói Chí Tâm vậy vậy đó, là coi như là chết rồi. Mình nói như vậy là rõ ràng cái lời nói này là lời nói ác rồi. Dầu rằng mình nói thiệt nhưng mà nói ra không có lợi, nói ra chi cho Chí Tâm nó buồn, nói ra chi cho Chí Tâm giận người kia thì đừng nói. Vì vậy cho nên đôi khi cái lời nói thật nhưng mà nó có hại người khác thì chúng ta cũng đừng nên nói đồng đạo. Thì đấy là một yếu tố quan trọng mà Đức Thầy dạy đây, hãy tập lời nói mình cho chân chánh đúng với tự thật. Và Đức Thầy mới dạy thêm là hãy bỏ những xảo ngôn tráo trác. Như vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta hãy bỏ những tiếng xảo ngôn. Chữ xảo là tốt, chữ xảo là khôn khéo, xảo ngôn là cái lời nói khôn khéo. Nhưng mà cái lời nói khôn khéo này nó chỉ là cái vỏ bên ngoài chứ nó không có thật. Cho nên đây là những cái lời nói gọi là những cái lời nói hoa mỹ đó. Mình thường nói là những lời nói trải mài. Vì vậy nên trong cuộc sống đồng đạo lưu ý nha, cái người nào mà ngọt ngào nói lời hoa mỹ đó thì chúng ta nên cẩn thận một chút. Bởi vì Lão Tử dạy rồi, tức là mỹ hoa thì bất tính, mỹ ngôn thì bất tính, mà tính ngôn thì bất mỹ. Có nghĩa là nếu mà nói cái lời hoa mỹ đó, tức là xảo ngôn đó, thì mấy người này chúng ta không nên tin. Thường thường họ dùng những cái lời nói khôn khéo, cho thật chắc ra thì không có đáng tin cậy. Còn những cái lời nói thật sự, những cái lời nói mê quê mùa, chất phát, thì những lời nói đó rất là đáng tin cậy. Giống như Đức Thầy dạy chúng ta rằng tức là đối với cái người xưa, như Thầy dạy là người xưa tuy ít chữ nôm na, chớ chân chánh người ta nghe thẳng đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay mà khi chúng ta trong cái vấn đề nói chuyện thì cái gì phải thì nói, không phải thì thôi. Chứ đừng có nói những cái lời hoa mỹ, nói lấy lòng người khác. Thì cái lời nói hoa mỹ của mình gọi là xảo ngôn đó, thì những cái lời nói này biểu hiện mình là cái người nói không thật. Và đồng thời Đức Thầy còn dạy chúng ta là bỏ cái lời tráo trác. Như vậy thì tráo trác theo từ điển Hán Nôm, tráo trác là gì? Tráo trác tức là lừa dối. Những cái lời nói mà lừa dối, những cái lời nói để chúng ta gạt người ta đó, thì đó là những cái lời tráo trác đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay trong cái sự giao tiếp thì dứt phát chúng ta đừng nên gạt người. Bởi vì cũng vì cái bản ngã, mình nói rằng hôm nay mình gạt người,
mượn cái lời nói này, dùng những cái lời tráo trác này để gạt người ta, để đổi cái giả, lấy cái giả đổi cái thật. Thấy không? Mình gạt người ta, lạc gạt lừa người ta để mình có được tiền, có được của. Quý vị còn nhớ lại trường hợp của Thật Sanh Lý Thông không? Thì cái trường hợp mà Thật Sanh bị Lý Thông nói những cái lời tráo trác, tức là nói cái lời lường gạt rõ ràng, hay hoặc là cái trường hợp của Tấm Cám cũng vậy. Thì con Tấm thì thật sự rất là hiền hậu, trong khi thì mẹ con của con Cám vừa xảo ngôn mà vừa tráo trác, tức là dùng những cái lời nói lường gạt người ta. Nhưng mà kỳ thật mình lường gạt người ta, nhưng mà cuối cùng là mình đang gạt mình. Mình lường gạt người ta, mình thủ lợi, nhưng mà cuối cùng thì trắng đen nó ra, nó ra rõ ràng đạo. Như vậy thì hôm nay mình phải nhìn những cái mẫu chuyện đó. Bởi vì nếu như mà ngày xưa mà mẹ con Lý Thông đó mà không dùng cái lời lường gạt Thật Sanh thì làm gì mà bị ông trời ông búa một búa khi mà ra khỏi là triều đình đồng đạo, phải không? Đây là cái hệ quả chúng ta thấy rất rõ đó. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ rằng mình có vô tình, để tôi nói vô tình không đâu cô ý, vô tình mình ham cái cổ đó quá, mình ham số tiền nhiều quá, mình buộc miệng nói những cái lời tráo trác để lường gạt người khác, thì cuối cùng mình được cái cổ đó. Nhưng mà cái cổ đó là chúng ta xài được bao lâu nè, mình lo được bao lâu nè. Nhưng mà cuối cùng tiền xài hết, cổ cũng hết. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ, sao cũng tiêu theo lực của trời. Cho nên tiền cổ chúng ta xài hết, nhưng mà cái nghiệp thì nó còn y. Lúc bây giờ cái nghiệp còn y, cuối cùng rồi thì đưa chúng ta đến cái chỗ hết sức là khổ sở. Vì vậy cho nên hôm nay trong đời sống của mình, thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là không dùng những cái, bỏ hết những tiếng xảo ngôn tráo trác. Và Đức Thầy còn dạy thêm, khi bàn luận việc chi phải nói tỏ tường, ngay thẳng. Như vậy thì khi mà chúng ta luận bàn đối với gia đình của mình, rồi đối với trong cái tổ chức của mình, ở giáo hội chẳng hạn, hoặc giả là trong công việc làm ăn chẳng hạn, thì khi chúng ta bàn luận một vấn đề gì đó thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải tỏ tường, phải ngay thẳng. Như vậy tỏ tường là mình nói cho người ta dễ hiểu, tức là mình nói làm sao cho người ta dễ hiểu, chứ không phải mình nói mà cho người ta suy nghĩ phức tạp hơn nữa là không có tỏ tường. Có nghĩa rằng mình phải nói bằng một sự thật. Cho nên muốn được tỏ tường, muốn được ngay thẳng, thì cách nói này chúng ta phải có cơ sở. Thứ nhất là khi chúng ta nói thì cách nói chúng ta phải hợp với cái tính pháp lý. Có nghĩa là chúng ta dựa vào pháp lý để làm một cơ sở chúng ta nói. Còn ví dụ như trong đạo chúng ta cũng vậy, khi mà mình bàn luận cái gì, nhất là anh em trong đạo chúng ta, trong ban trị sự muốn bàn bạc chuyện gì đó, thì chúng ta phải dựa trên hai cái cơ sở căn bản. Một là tôn chỉ của Đức Thầy, hai là hiến chương của đạo. Mình nói cái gì nói nhưng mà hợp với tôn chỉ giáo lý Đức Thầy, mang một tính chất tích cực đưa chúng ta giải thoát, thì coi như đó là tỏ tường ngay thẳng. Mà nếu mình nói cái điều này ra, mình bàn luận điều này ra mà nó ngược lại lời Đức Thầy, thì coi như đó là không ngay thẳng đồng đạo. Điều này mình dễ hiểu đồng đạo. Vì vậy cho nên khi bàn luận việc gì thì mình phải lấy lời Đức Thầy là một cái nền tảng căn bản. Rồi đồng thời chúng ta là người tham gia giáo hội, thì mọi cái việc làm, lời nói khi anh em chúng ta bàn tính với nhau, thì mọi vị chúng ta phải nhận định là chúng ta phải thực hiện đúng theo hiến chương. Tức là mình nói làm sao mà nó tính toán, làm sao mà nó hợp với hiến chương. Còn những cái chúng ta nói, chúng ta làm mà nó sai hiến chương, đi ngược hiến chương thì coi như không ngay thẳng. Thì đây là những cái thước đo đó. Ý tôi nói là những thước đo để mỗi đồng đạo chúng ta nhớ. Mình phải có đưa ra những cái ví dụ thước đo này để chúng ta mới biết được cái con đường để chúng ta hành xử. Thì đó là nói những cái luận bàn, những cái tiếng là phải nói rõ là tỏ tường ngay thẳng. Và Đức Thầy dạy thêm chúng ta rằng đó, thì đối với kẻ dưới bề trên, lời nói mình phải cho hiền lương đức hạnh. Như vậy thì nếu nói về kẻ dưới bề trên thì chúng ta sẽ có những khái niệm. Vậy thì kẻ dưới là kẻ dưới tay của mình. Như vậy thì đối với kẻ dưới tay của mình thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ là Đức Thầy dạy rất rõ, hãy tránh những sự hiếp người như thế ấy. Vì kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại vì họ bạc phước vô phần nên phải chịu lụy mình vậy. Cho nên đối với kẻ dưới tay mình thì chúng ta phải nói những lời hiền lương đức hạnh, chứ mình không nên nói những cái lời phải nói rõ là sắc sược, hay hoặc là sốc sược, hay là những cái lời nói hiếp đáp. Mình phải nghĩ rằng cái kẻ dưới này, dầu rằng họ kém hơn mình một phần về tuổi tác, về phước đức, rồi luôn cả về cái sự thông hiểu, rồi về luôn cả cái chức vụ, thì kẻ dưới là những người dưới mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, dưới là dưới cái hiện tại. Còn trở về cái chủng tử Phật
thì xin thưa rằng đạo không có cao thấp. Cái chủng tử Phật vốn dĩ nó bằng nhau. Cho nên cái mà chúng ta nhìn cái người dưới đó thì chúng ta phải nhìn ở góc độ tích cực như vậy. Rồi Đức Thầy dạy đối với kẻ dưới xong đối với kẻ đối người trên. Như vậy thì bề trên ở đây thì có thể chúng ta hiểu nó có hai cách hiểu. Cái thứ nhất là bề trên đó là những cái người giỏi hơn mình, lớn tuổi hơn mình, thuộc đàn anh, đàn chú, đàn bác hơn mình, thì đó gọi là bề trên. Mà bề trên đây cũng có thể chúng ta hiểu là các cái bậc siêu nhiên, trời Phật thần thánh, thì đó gọi là bề trên. Như vậy thì đối với bề trên thì chúng ta không được, phải nói gọn là dùng những cái lời nói bất kính. Mình phải tôn trọng, nhất là khi tuổi mình nhỏ thì mình đừng nghĩ mình hiểu biết, đừng nghĩ mình là hơn các bậc bề trên để rồi chúng ta có những cái lời nói không đúng đắn, thì đấy là mình phải đề phòng. Cho nên từ bề trên này thì có thể chúng ta liên tưởng đến trời Phật thần thánh như điều đăng cấm thứ tư mà chúng tôi nhắc hồi nãy, cũng như về cái phần ác khẩu. Nếu như trong đời sống hàng ngày mà mình không tôn trọng bậc bề trên, từ bề trên ở thế gian như ông bà của mình, cha mẹ của mình, những cái người thông suốt hơn mình, hoặc là cấp lãnh đạo của mình. Ví dụ bây giờ tôi là giáo lý viên, quý vị là ban sự cơ sở, thì bề trên của chúng ta là Trung ương Giáo hội, bề trên của chúng ta là những vị trong thường trực, đó là bề trên. Như vậy thì mình phải có những cái sự hiểu thế nào đó, nói thế nào đó, phải là tôn trọng bề trên, đồng đạo à. Rồi cao hơn nữa là các vị siêu nhiên, bề trên chúng ta là ông trời, bề trên chúng ta là các vị thuần thánh, bề trên chúng ta là ông Phật, thì mình không có lý do gì mà chúng ta có những cái lời nói bất kính với các cái hạng bề trên, thì đấy là kẻ dưới bề trên. Và Đức Thầy dạy chúng ta là phải dùng những cái lời nói hiền lương, đức hạnh. Như vậy thì muốn đạt ở cái chỗ lời nói hiền lương, đức hạnh, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta mới suy gẫm coi cái lời nói nào thật sự là hiền lương, lời nói nào thật sự đức hạnh. Cho nên hiện nay về ngôn ngữ nó có thiên hình vạn trạng như tôi nói hồi nãy, nhưng mà giờ này lời nói này là đức hạnh nhất đồng đạo. Đó là lời nói chúng ta tập theo Đức Thầy, sấm giảng thi văn Đức Thầy là pháp Phật. Vì vậy cho nên nếu nói lời nói mà đức hạnh hiền lương thì không có cái gì bằng lời Đức Thầy đồng đạo. Lời Đức Thầy là đức hạnh hiền lương, cho nên Đức Thầy mới xác định rất rõ là Nam Mô Thích Ca Như Lai Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tạ. Như vậy thì giờ này tôi và vị chúng ta tập, mình đã tập ngay từ đầu, chúng ta tập nói lời của Thầy, tập nói lời của Phật. Không có một lời nói nào hiền lương bằng lời của Thầy của Phật cả. Đây là lời đức hạnh đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải học tập nơi Đức Thầy, để rồi chúng ta có được một cái nguồn tư tưởng trong nội tâm chúng ta chứa rất là nhiều lời Đức Thầy. Thì khi một người mà trong nội tâm mà có được cái kho báu về sấm giảng với Đức Thầy, cũng như có một cái sự hiểu thông tệ về lời Đức Phật, thì tôi tin tưởng rằng lời nói người này nói ra là toàn là hiền lương đức hạnh đồng đạo. Bởi vì nội tâm người này đã lọc lừa rồi, trong nguồn nội tâm người này là chứa đựng quá nhiều sấm thi Đức Thầy rồi. Vì vậy cho nên khi người này nói ra cái gì thì cái ý đó không ngoài lời Đức Thầy. Còn bằng như ngược lại, trong nội tâm chúng ta chứa danh, chứa lợi, chứa tình, chứa hơn, chứa thua, chứa buồn, chứa giận, chứa phiền não. Mà quý vị muốn mở miệng nó nói cái lời hiền lương đức hạnh đó thì chúng ta nói là gượng nói thôi. Tức là nói giống như là nói để che đậy đó, nói mà nói những lời qua mỹ để che đậy cái xấu bên trong. Bởi vì cái nội tâm bên trong nó tội rồi, mà cái lời bên ngoài nó có tốt đi chăng nữa thì đây là cái điều tỷ lệ nghịch. Đó là tỷ lệ nghịch. Còn nếu mà đi theo cái tỷ lệ thuận thì ở ngoài mà có cái lời nói hiền lương đức hạnh thì nội tâm người này phải là cái người có học, phải là cái người thông tuệ kinh điển. Vì vậy cho nên đúc kết lại vấn đề ở tại chỗ này, thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này quý vị phải cố gắng. Nếu như quý vị muốn đã hoàn toàn đạt được chánh ngữ như là Đức Thầy dạy, thì giờ này trong cộng đồng đồng đạo chúng ta phải thực hiện lời Đức Thầy, đó là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hạt ám không ba. Vì vậy cho nên về ngôn ngữ viết cũng như ngôn ngữ nói, thì nếu như mà chúng ta thuộc lời Đức Thầy, hiểu lời Đức Thầy, lời Đức Thầy là một cái nguồn chảy trong nội tâm của mình, thì lúc bây giờ mỗi sự kiện bên ngoài chúng ta nói cái gì cũng có lời Đức Thầy chứng minh. Chúng ta làm cái gì sai thì mình biết đó là mình làm sai, và mình hiểu lời Đức Thầy thì mình sẽ biết được cái đúng đồng đạo theo lời Đức Thầy.
Và đồng thời bên cạnh đó, dầu rằng đây là chánh ngữ, nhưng mà muốn đạt được hoàn toàn ở cái chỗ gọi là ngôn ngữ tâm đó, thì trong nội tâm chúng ta, quý vị nên nhắc cho nhiều 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi trong nội tâm chúng ta mà có nhắc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc bây giờ kính thưa đồng đạo, tâm chúng ta được câu lục tự, chủ trì nơi tâm, thì tôi tin tưởng rằng miệng chúng ta nói ra thì hoàn toàn tốt đẹp, miệng chúng ta nói ra là hoàn toàn thánh thiện đồng đạo. Vì vậy cho nên đồng đạo mình, quý vị thấy không, như bản thân mình rút kinh nghiệm, hầu lúc mình chưa tu, mình chưa học giảng thầy, mình chưa niệm Phật đó, thì nhiều khi lời nói mình nó khó nghe lắm. Nói cái chuyện gì đâu không à, không có nói gì về chánh pháp, không nói cái lời hiện lương đức hạnh. Mà từ khi mình đã có được câu luật tự làm chủ trì nội tâm của mình, có được câu giảng thầy, hai cái này chúng ta phải liên tưởng với nhau. Như Đức Thầy dạy hai chỗ, một chỗ là Thầy dạy niệm chữ Di Đà tăng chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng, như Thầy dạy ông Phan Châu Bá. Rồi chỗ thứ hai Thầy dạy chúng ta là sớm tối đi nằm y chánh pháp, Thầy nguyện dắt đến cảnh Long Hoa, như Đức Thầy dạy cho ông Trần Quang Hạnh. Vì vậy cho nên hai vị này là hai người đại diện. Cho nên trong đời tu chúng ta, dầu rằng mình bàn ở đây là chánh ngữ, cũng như Đức Thầy dạy ở chánh tư duy cũng vậy. Ai thử coi chánh tư duy là thiền đó, rồng rặc là thiền. Nhưng mà không ngờ Thầy dạy chúng ta rất rõ, chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ, trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mấy màu. Rồi việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu luật tự đồng đạo. Vì vậy nên chánh ngữ này cũng thế. Nếu mà đồng đạo chúng ta muốn có được cái lời nói tốt đẹp, không phạm vào tà ngữ, thì quý vị thử đi. Chỉ cần tâm chúng ta chuyên trì niệm Phật. Nếu mà tâm chúng ta niệm Phật nhiều thì chúng ta sẽ, nếu tâm niệm Phật ít thì nhiều khi chúng ta còn nói chuyện nhiều. Mà khi đồng đạo mà chuyên sâu vào nội tâm đó, chúng ta niệm Phật thật nhiều đó, niệm Phật mà gần đến cái giai đoạn mà nhất tâm bất loạn đó, thì lúc này chúng ta ít có nói đồng đạo à, gần như là không có nói luôn đó. Quý vị thử đi. Cho nên những đồng đạo chúng ta, nhất là những vị đồng đạo cao niên kỹ trưởng, mình đã tiếp xúc rất là nhiều. Những người nào mà chuyên sâu về kinh sách, những người nào mà chuyên sâu về tịnh độ đó, thì người này tuổi càng cao càng ít nói. Có rảnh đâu mà nói, cứ lo niệm Phật, cứ lo nghiền ngẫm là được thầy, có thời gian đâu mà nói. Thì đó là chúng ta khi mà nói, đã nói chân chánh không à. Bởi vì cái chủ thể bên trong, cái thể trạng bên trong là câu lục tự. Cái chủ thể bên trong, cái thể trạng bên trong, tức là lúc nào cũng kinh kệ, lúc nào cũng pháp Phật, thì hà tất gì bên ngoài chúng ta nói cái lời nói ác. Thì đây là cái giai đoạn cuối cùng để mỗi đồng đạo chúng ta đạt thành cái hạnh chánh ngữ. Như vậy thì khi chúng ta hoàn thành hạnh chánh ngữ của Đức Thầy, thì lúc bây giờ lời nói chúng ta sẽ thơm tho, lời nói chúng ta sẽ là vàng ngọc, lời nói chúng ta sẽ là châu báu. Vì vậy Đức Thầy dạy chúng ta rằng, ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể xả hương khắp chốn. Muốn có được cái danh thể xả hương khắp chốn, thì miệng lưỡi chúng ta, miệng lưỡi chúng ta là một yếu tố để chúng ta phát ra một cái hương thơm nồng nực. Vì vậy Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng, ngôn từ đạo hạnh ý thầy phiên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Còn bằng ngược lại mà miệng lưỡi chúng ta không có tốt, miệng lưỡi chúng ta còn tà ngữ, miệng lưỡi chúng ta còn ác khẩu, thì làm gì mà chúng ta được xả hương khắp chốn đồng đạo, làm gì mà được hương thơm, được người ta khen. Cái nước bị chơi thì phải, ông này ông tu ăn chay như vậy, ông nói chuyện kỳ quá à, thì bao nhiêu đó chúng ta thấy mình thua rồi, đường tu chúng ta là thua rồi. Rồi cái thứ hai nữa, Đức Thầy dạy chúng ta rằng đó, người tu như thể ba tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Không phải đang không mà người ta quý, người ta trông, người ta nhìn mình đâu. Mình phải có cái lời nói thế nào đó, lời nói phải nói là chánh ngữ, lời nói không phạm ác khẩu, thì người ta mới trông, mới quý, mới nhìn mình được. Cho nên bài học này giúp cho chúng ta có được một cái lợi lạc trong cuộc sống hiện tại, mình luôn luôn được mọi người thương yêu, được mọi người quý mến. Và đồng thời khi mà chúng ta tu hạnh chánh ngữ, cũng như qua 8 cái chánh này, thì đây là 8 con đường giải thoát. Chỉ cần đồng đạo đi một trong 8 đường này, thì chúng ta kết chặt với nhau để chúng ta hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Trong đời kiếp này, mình vừa làm tròn một tín đồ, vừa làm tròn một người công dân đổi đất nước, chúng ta không phạm vào tà ngữ, lời nói thánh thiện, thì tương lai chúng ta sẽ làm thầy thiên hạ, tương lai chúng ta được về cõi Phật. Bởi vì mình đã được trọn sáng, cộng thêm lời nói lành của mình, xin được phước đức. Hôm nay chúng ta nói lời nói lành là có phước đồng đạo. Như Đức Thầy dạy là văn ngôn chánh, như Đức Thầy dạy là tích thiện thì thường có phước dư chứ.
Mà trong Kim Cổ Kỳ Quang thì ông Ma Dạ là văn ngôn chánh phước lai quá khứ. Như vậy thì nếu như mà chúng ta nói lời nó lành thì phước đức vô lượng, phước nó đến quả nó mất đồng đạo. Bằng ngược lại chúng ta nói lời nói ác, như Đức Thầy dạy, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Nếu chúng ta nói lời tích ác, tức là văn ngôn tà phước khứ quả lai, nói lời nói ác thì phước nó mất, phước nó mất. Cái miệng chúng ta ăn hết cái công đức của mình, ngày nay làm từ thiện nhiều lắm, niệm Phật nhiều lắm, chỉ cần chúng ta nói một lời nó sai, cái miệng chúng ta nó nhỏ đồng đạo, chứ cái quy lực rất là lớn. Nó nhỏ cho nên ăn hết phước đức của mình đồng đạo. Vì vậy cho nên cái miệng chúng ta quy lực rất là lớn. Cho nên hôm nay chỉ cần chúng ta thực hiện được điều này thì phước đức vô lượng. Thì khi có phước đức, khi có trí tuệ thì coi như chúng ta được giải thoát rồi. Nhất định tương lai chúng ta được gặp Thầy, tương lai chúng ta được gặp Phật, gặp Thầy ở tại thế gian này. Đúng với câu là tớ Thầy, tôi Chúa cùng nhau gặp, khắp hết thế gian thoát chốn tù. Và cuối cùng chúng ta được gặp Phật ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc. Bởi lúc này chúng ta được tỏ liên đài, đã được ngồi tòa sen như lời Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Dầu cho nay xa cách sở tời, sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về Cực Lạc một đàn. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì cũng trên dưới khoảng 90 phút. Thì theo cái sự sắp xếp ban tổ chức, từ chiều hôm nay thì chúng tôi cũng dành thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi để chia sẻ qua cái đề chánh ngữ này. Thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình trong cái phiên gặp gỡ buổi chiều nay ở tại mái đầu tràng này. Thì trong cái quá trình chia sẻ, không sao tránh khỏi sự sơ sót nhất định, thì cũng ngưỡng mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phiếp thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp buổi chiều hôm nay thì chúng tôi mới về đây gặp gỡ quý vị trong cái mùa gọi là cái mùa rằm trung ơn, cái mùa Vu Lan báo hiếu, mà hôm nay là chúng ta ở vào cái ngày 16 tháng 7. Vì vậy cho nên tôi tin tưởng rằng với những cái sự trình bày này cũng như cái công đức của ban tổ chức thì nhất định chúng ta sẽ có cái phần công đức qua cái lời nói thiện lành của chúng ta theo lời Đức Thầy, thực hiện lời Đức Thầy. Thì nếu có được phần công đức thì cũng xin ban tổ chức cho phép chúng tôi hồi hướng công đức này đến cho cổ quyền thất tổ chung chúng ta, và đặc biệt hồi hướng công đức này đến cho ông bà cha mẹ chúng ta. Nếu ông bà cha mẹ còn hiện tiền thì nhờ công đức này được tăng long phước thọ. Nếu ông bà cha mẹ quá vãng thì nhờ công đức này được trực vãng Tây Phương. Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng khắc ghi lời Đức Thầy đã dạy, đó là tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến nói năng trọn lời, bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy vậy thời hành y. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.